Bên cạnh cuốn hộ chiếu Việt Nam thì việc sở hữu hộ chiếu thứ hai đang là một xu hướng mà các nhà đầu tư trên toàn cầu cũng như là các nhà đầu tư Việt Nam hiện nay đang rất là mong muốn. Thì trong video ngày hôm nay Phượng sẽ chia sẻ đến quý anh chị 4 cách để sở hữu cuốn hộ chiếu thứ hai. Hãy cùng xem hết video nhé. Cách đầu tiên còn gọi là cách tự nhiên mà có thì đây có thể nói là cái cách thức đơn giản và dễ dàng nhất để sở hữu cuốn hộ chiếu thứ hai trong trường hợp nếu như bố mẹ hoặc là ông bà của anh chị mình mang cái quốc tịch thứ hai thì anh chị sẽ tùy theo cái điều kiện của quốc gia đó mà mình cũng sẽ đủ điều kiện để mình sở hữu cái cuốn hộ chiếu thứ hai bên cạnh hộ chiếu Việt Nam cho gia đình mình. Cách thứ hai đó chính là cách vì yêu mà đến. Phượng đang nói ở đây chính là cái cách mình kết hôn. Thì trong trường hợp nếu như anh chị mình có quen biết và yêu đương thực sự với một người partner có cái quốc tịch nước ngoài thì sẽ tùy theo điều kiện cũng như các yêu cầu quy định thời gian cư trú và các cái hồ sơ bảo lãnh cần thiết thì anh chị mình sẽ sở hữu cuốn hộ chiếu thứ hai là cái cuốn hộ chiếu mà cái người mà anh chị đang kết hôn sở hữu. Đó chính là cái cách kết hôn. Tuy nhiên ở đây Phượng đang nói là mình sẽ yêu đương và thật sự nha anh chị, chứ Phượng không có cổ xí cho vấn đề là mình kết hôn giả đâu ạ. Và cái cách thứ ba là cách đầu tư nhập tịch. Thì đối với cái sự lựa chọn thứ ba này thì anh chị sẽ có hai hướng. Hướng đầu tiên là mình sẽ mua hộ chiếu luôn của các quốc gia châu Âu. Và cái thứ hai là sẽ mua hộ chiếu của các quốc gia Caribbean. Thì đối với các quốc gia châu Âu thì hiện nay chỉ còn hai quốc gia có cái chương trình đầu tư để nhập tịch, đó chính là Montenegro và Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với chương trình Montenegro thì theo những cái thông tin của trang IMDb mới nhất thì là đến cuối năm 2022, có nghĩa là cuối năm nay thì chương trình sẽ chính thức đóng lại. Còn riêng đối với chương trình Thổ Nhĩ Kỳ thì đã có cái thông tin chính thức là tăng cái mức đầu tư từ 250.000 đô la Mỹ lên thành 400.000 đô la Mỹ. Thì đây là hai quốc gia châu Âu còn sót lại có chương trình đầu tư nhập tịch ngay từ đầu luôn. Và như trước đây thì anh chị cũng đã biết là chương trình Bulgaria và chương trình Cyprus gọi là SIP thì cũng có chương trình đầu tư nhập tịch, tuy nhiên là dưới sức ép của nghị định châu Âu và các quốc gia khác thì chương trình đầu tư của hai quốc gia này đã bị đóng lại. Và bên cạnh đó là còn có các chương trình đầu tư nhập tịch của các quốc gia Caribe. Thì hiện tại các quốc gia Caribe có chương trình này thì rất là nhiều, ví dụ như là Grenada, Antigua, Barbuda, Dominica, Saint Kitts Nevis và Vanuatu. Thì đây là những quốc gia mà có chương trình đầu tư rất là đơn giản và nhập hộ chiếu ngay từ đầu luôn. Thì cái điều kiện tham gia của các chương trình này rất đơn giản là cái lý lịch tư pháp của cả gia đình mình trong sạch. Và bên cạnh đó là mình sẽ đầu tư một cái khoản chi phí hợp lý để mình sở hữu luôn quốc tịch. Thông thường thì cái điều kiện đầu tư sẽ là anh chị sẽ mua một cái bất động sản của quốc gia đó, hoặc là anh chị quyên góp luôn cho chính phủ họ một số tiền đúng quy định thì anh chị sẽ có luôn cái hộ chiếu thứ hai. Và cái thời gian xử lý hồ sơ hiện tại chỉ từ 4-6 tháng là mình sẽ hữu liền hộ chiếu của quốc gia các quốc gia thành viên. Và điều kiện tham gia thì như mình đã nói là chỉ cần mình có chứng minh được cái tài sản của mình phù hợp cũng như là lý lịch tư pháp làm sạch là đã đủ điều kiện để anh chị tham gia đầu tư nhập tịch và sở hữu cuốn hộ chiếu thứ hai. Và cái cách thứ tư để mình sở hữu cuốn hộ chiếu thứ hai đó chính là đầu tư nhận thẻ PR cư trú đủ thời gian và sau đó là nộp đơn để lên quốc tịch. Thì với cái cách thứ ba vừa rồi là mình sẽ đầu tư và mình có luôn hộ chiếu Caribbean châu Âu thì sẽ phù hợp hơn đối với những cái anh chị và cái nhu cầu mong muốn của mình là sẽ tự do và dễ dàng đi lại các quốc gia khác, cũng như là một cái bước cầu nối để đến Mỹ với cái visa issue khi mà anh chị sở hữu cái hộ chiếu của Canada. Thì cái cách thứ tư này sẽ phù hợp hơn đối với những anh chị mà cái mục đích chính của mình là sẽ mong muốn là đem cả gia đình mình đến một cái đất nước mới để định cư sinh sống. Thì với cái cách thứ tư này anh chị có rất là nhiều có sự lựa chọn trải dài từ Mỹ, Úc, Canada và các quốc gia châu Âu. Đối với Mỹ thì sẽ có chương trình EB-5 với mức đầu tư hiện nay là 800.000 đô la Mỹ. Đối với Canada thì cái chương trình mà an toàn nhất để anh chị nhận luôn cái visa ngay từ đầu ở Việt Nam đó chính là cái chương trình thị thực visa Startup khởi nghiệp SUV. Còn đối với chương trình Úc thì sẽ là 180A cái diện doanh nhân, thị thực doanh nhân. Thì đây là các chương trình mà anh chị sẽ nhận được cái thẻ xanh hay còn gọi là thẻ PR để thường trú lên trước rồi sau đó anh chị cư trú đủ thời gian. Và đặc biệt là đối với các quốc gia châu Âu thì có rất nhiều sự lựa chọn cho anh chị, ví dụ như là Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Cyprus hoặc là Malta. Thì các quốc gia châu Âu này điều kiện rất là đơn giản, anh chị chỉ cần mua một cái bất động sản theo đúng cái mức mà chính phủ quốc gia đó họ yêu cầu. Ví dụ như đối với Hy Lạp hiện tại đang là 250.000 euro trở lên, đối với Bồ Đào Nha sẽ là 280.000 euro trở lên, còn đối với Cyprus sẽ là 300.000 euro trở lên.
Còn riêng đối với Meta thì anh chị có cái option, có thêm một cái sự lựa chọn khác là mình chỉ cần quyên góp luôn cho chính phủ 100.000 euro là anh chị mình đã sở hữu được thẻ xanh, còn gọi là thẻ PR. Thì thông thường đối với cái chương trình này thì có thể anh chị mình sẽ nhận được cái TR, ví dụ như chương trình Úc sẽ là visa tạm trú, hoặc là mình sẽ nhận được cái visa golden visa đối với chương trình Romania, hoặc là mình sẽ nhận luôn cái thẻ PR ngay từ đầu. Thì dù là cái thẻ nào thì cái quyền lợi của anh chị mình sẽ vẫn là sinh sống, định cư hoặc là tại quốc gia đó. Sau khi anh chị cư trú và làm đủ theo quy định của quốc gia đó một thời gian thì tùy theo từng đất nước mà họ có yêu cầu thời gian cư trú khác nhau thì anh chị sẽ đủ điều kiện để nộp đơn lên nhập tịch. Thì sau khi mà mình đã nộp đơn nhập tịch, anh chị sẽ tìm kiếm trên này anh chị đã chính thức trở thành công dân của quốc gia đó và sở hữu hộ chiếu của quốc gia đó. Thì vừa rồi là 4 cách để anh chị mình có thể sở hữu được cuốn hộ chiếu thứ hai bên cạnh hộ chiếu Việt Nam. Nếu như anh chị mình đang quan tâm hoặc thắc mắc những cái chương trình liên quan chi tiết hơn thì đừng ngần ngại liên hệ ngay với đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi nhé. Tại Boptical and Bits, your children, we care.